Các bạn thân mến, hiện nay mình có trên tay là chiếc kính phóng to của hãng Realme dành cho điện thoại. Trong một thời gian trước thì đồ chơi di động.com đã giới thiệu đến các bạn một cái rất là chi tiết về cái sản phẩm kính phóng to. Tuy nhiên cái hàng trước thì là hàng không có thương hiệu, và đây là một cái sản phẩm có thương hiệu Realme. Do đó các bạn thấy là cái thiết kế của nó đẹp hơn, cứng cáp hơn và nó có tính thẩm mỹ cao hơn nhiều. Tuy nhiên thì cái tác dụng chính của nó cũng là phóng to cái màn hình điện thoại lên cho chúng ta xem cái nội dung nó dễ dàng hơn. Và cái phần tách ra thì chúng ta sẽ có cái thiết kế rất là đẹp như thế này. Ở phần phía sau thì chúng ta dùng để đặt chiếc điện thoại của chúng ta lên đây. Nó có thành cái giá đỡ như thế này. Chúng ta có thể điều chỉnh cái góc nghiêng của điện thoại một chút xíu như thế này. Và mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái chân đế. Chân đế này thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt như thế này, bẻ nó ra phía sau này, hoặc là đặt nó lên từng, chúng ta bung ra thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái góc mở với những cái độ khác nhau tùy theo cái tầm mắt của chúng ta. Và đây là chúng ta có một cái chiếc kính phóng to ở phía trước, nó dạng như là kính lúp, thì này cái nội dung của chúng ta sẽ to hơn khi chúng ta nhìn qua cái màn hình này. Và khi mà chúng ta gặp lại thì nó rất là gọn. Trong cái bài chi tiết của sản phẩm này thì đồ chơi di động.com sẽ có một cái link để hướng dẫn dẫn các bạn đến một cái sản phẩm kính phóng to với những cái chi tiết các công năng của nó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.